gần 50 nồi bánh chưng rồi mới phát biết được một cái hiện tượng hết sức là lạ đời. À, đây là cái tủ lạnh nha. Trời ơi, sáng ra nhìn thấy nó mà hú hồn, tưởng đâu nó bị cái gì. Đây, đây là dưới này là cái hộc để đá nè, hộc hộc ngăn đông nè. Nhìn bên ngoài đi, thấy chưa? Thấy bên ngoài nó có một cái lớp sương. Cái lớp sương nè, đó. Nó đổ mồ hôi ra cánh tủ á. Nó chảy nước, nó nhiễu xuống nền nhà. Trời ơi, có đời nào mà tủ lạnh mà nó thẩm thấu cái sương ra bên ngoài này không? Đó. Nè, đó, nước nước nó chảy ra ngoài cánh cửa luôn. Trời ơi, tôi tưởng tủ lạnh bị hư hết hồn hết vía. Cuối cùng không phải nghe. Đây là do thời tiết, do địa lý thời tiết thay đổi giao mùa thì tủ lạnh nó cũng cảm cúm cảm lạnh gì đó. Trời ơi, giờ lần đầu tiên trong đời mới thấy cái cảnh này, tủ lạnh mà đổ mồ hôi ra ngoài cánh cửa nè. Đó, nhìn nó rất là giọt nước. Mình tưởng nó bị hư nhưng mà do cái thay đổi thời tiết thế là nó cũng bị cảm luôn. À, lâu hồi nó cũng ra lại à, ngộ gì đó. Cho nên là trong cái thời gian mà nó thay đổi khí hậu thế là nó cũng bị cảm lạnh. Như hiện tượng này là bình thường ở những cái khu vực mà có nhiệt độ lạnh nóng thay đổi, chứ nó không có phải là bất thường đâu. Tại vì mình ở mùa xứ nóng nên mình chưa có thấy cái hiện tượng này bao giờ, lần đầu tiên thấy nè. Những người ở đây thì họ nói là bình thường, vài bữa nó hết. Hay chưa? Tủ lạnh gì đâu mà đổ mồ hôi. Đó, nước đó, nước chảy đó. Tủ lạnh nước chảy ra ngoài. Téo.